vụ 4 người tử vong trong chung cư cao cấp, chuyển công an Hà Nội điều tra. Vụ 4 người cùng một nhà được phát hiện tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp đã được công an quận Hoàng Mai chuyển hồ sơ lên công an thành phố Hà Nội để điều tra ngày 27 tháng 5, theo nguồn tin. Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã bàn giao sự việc lên phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hà Nội thụ lý, tiếp tục điều tra vụ 4 người cùng một nhà được phát hiện tử vong trong căn hộ chung cư cao cấp ở quận Hoàng Mai. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, bộ phận lễ tân một tòa chung cư thuộc khu đô thị cao cấp ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai tiếp nhận thông tin không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ tầng 28 nên yêu cầu được giúp đỡ. Nghi có sự cố xảy ra, bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường tiến hành mở cửa vào kiểm tra. Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác phát hiện ông NHH, sinh năm 1979, tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ, tổ công tác phát hiện bà VTL, sinh năm 1979, vợ ông H, cùng hai trẻ em gồm NVHC, sinh năm 2006, và một cháu, khoảng 5 tuổi tử vong trong phòng ngủ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.